2019, cuộc so tài giữa cao thủ Phong Phú Hà Nam và cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cơ quân, bước chân dồn vang trên đường gặp đánh xa. Số 18 Trần Nguyễn Bảo Châu, số 19 Trương Thị Kiều, số 21 Trần Thị Phương Thảo và số 25 đó là Nguyễn Thị Mỹ Anh. Huỳnh Như rất khéo léo, vẫn là Huỳnh Như đang có một cầu thủ áo vàng phải nằm trên sân. Đó là tình huống va chạm giữa Huỳnh Như và Bùi Thị Như. Khi mà trận đấu mới chỉ trôi qua được một nửa thời gian của hiệp 1. Tình huống rất nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh 1. Rất nguy hiểm. Pha đá phạt góc thứ 3 liên tiếp. Một tình huống phá bóng chút nữa đã trở thành pha phản lưới nhà của hậu vệ bên phía Phong Phú Hà Nam. Trần Thị Duyên. Đường chuyền khá tốt của Trần Thị Duyên. Không thể có cú dứt điểm của cao thủ áo đỏ. Một tình huống phản công cho Phong Phú Hà Nam. 3-2. Khá nhiều khoảng trống. Thế nhưng đường chuyền cuối cùng thì lại không hợp lý một chút nào. Pha chọc khe rất hay. Cơ hội. Đó là một tình huống dứt điểm ngay của cầu thủ mặc áo số 25 bên phía Thành phố Hồ Chí Minh 1. Đó là Mỹ Anh. Như vậy sẽ có một tình huống đá phạt dành cho cao thủ Phong Phú Hà Nam. Cú đá. Người vừa thực hiện cú dứt điểm đó là Vũ Thị Thúy. Một pha tấn công dành cho cao thủ Phong Phú Hà Nam. Cơ hội. Hồng Cúc đã không thể dứt điểm, nhưng vẫn là Hồng Cúc. Cú đá sau đó thì lại rất khó để có thể thành bàn ở một cự ly hẹp như vừa rồi. Tuyết Dung. Đường chuyền dài dành cho cao thủ Phong Phú Hà Nam. Đó là một pha dứt điểm rất thiếu lực của Phạm Thị Tươi, rất đáng tiếc. Như vậy là cuối cùng thì trọng tài Trần Minh Hiếu cũng đã nổ hồi còi kết thúc trận đấu giữa cao thủ Phong Phú Hà Nam và cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh 1.